thì máy ép nung mía để bàn đang có mức giá là 4.900.000 đồng. Quý vị và các bạn hãy cùng nhanh tay để có thể sở hữu ngay chiếc máy ép nung mía này nhé. Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Trong các video trước thì Ngọc Lan đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về những dòng máy chăn nuôi cũng như là dòng máy công nghiệp thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì trong video này, Ngọc Lan lại đem tới cho quý vị và các bạn một con máy rất là hữu ích và hiện đang được ưa chuộng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Đó chính là máy ép nước mía để bàn Takeo TK400. Trong video này thì Ngọc Lan sẽ giới thiệu chi tiết về máy Takeo TK400 này. Các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là máy ép nước mía để bàn Takeo TK400 được làm bằng inox 100%, nhờ đó mà có thể đảm bảo an toàn này. Thêm vào đó là quý vị và các bạn có thể dễ dàng vệ sinh hơn sau khi sử dụng nhé. Đây chính là công tắc khởi động cũng như là công tắc đảo chiều của máy. Đây là vị trí của đèn báo hiệu. Và đây chính là cửa nạp nguyên liệu, tức là cây mía. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là cửa nạp nguyên liệu của chúng ta khá là rộng, giúp cho có thể bỏ mía vào trong mà không sợ bị nghẹt lại nhé. Phần phía trên này đó chính là bộ phận làm việc của máy. Trục làm việc của máy thì được thiết kế với 3 trục rulo, ở trên có được khắc họa tiết các hình kim cương, nhờ đó mà có thể giữ được cây mía cũng như là ép được mía một cách dễ dàng nhất. Đồng thời là nước mía của chúng ta chỉ cần ép một lần là đã sạch rồi. Phần phía trên này sẽ có một tấm chắn bảo vệ. Tấm chắn bảo vệ được thiết kế khá là dày dặn. Đồng thời là được thiết kế với trong suốt, sẽ giúp cho quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát được buồng làm việc trong quá trình máy làm việc nhé. Kèm theo đó là có thể tháo rời ra ngoài, nên là quý vị và các bạn có thể vệ sinh máy một cách dễ dàng nhất. Sau khi cây mía của chúng ta được đưa qua miệng nạp và được đưa vào buồng làm việc thì nước mía của chúng ta sẽ được đưa qua hệ thống ở miệng xạ ở dưới này. Quý vị và các bạn chỉ cần hóng một ly nước ở đây là sẽ có thể thu được thành phẩm rồi. Và để có thể thu được thành phẩm ngon nhất và trong nhất thì quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là trong máy chúng ta sẽ được trang bị thêm vào đó chính là một hệ thống lưới lọc rất là dày. Nhờ đó mà những cặn mía sẽ được loại bỏ và mía của chúng ta sẽ trở nên trong nhất cũng như là dễ uống nhất nhé. Và sau khi ép mía xong thì vị trí của bã mía sẽ được đưa ra ngoài, đó chính là vị trí ở phần phía sau của máy. Hệ thống miệng xả được thiết kế hình bầu nên là sau khi mà bã mía của chúng ta đưa xuống sẽ được rớt ngay vị trí ở dưới này, không bị văng ra ngoài, giúp đảm bảo vệ sinh cho quý vị và các bạn, đồng thời là dễ dàng dọn dẹp hơn nhé. Máy ép nước mía để bàn Takeo TK400 sử dụng motor là công suất 400W, đồng thời là tốc độ vòng quay lên đến là 8 đến 10 vòng trên phút. Năng suất nước mía là sẽ thu được từ 3 đến 4 ly trên 1 phút. Và điểm đặc biệt là máy sẽ được sử dụng trực tiếp với nguồn điện 220V của gia đình mình, nên quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm về độ dễ dàng sử dụng của máy ép nước mía nha. Và hiện tại máy Takeo TK400 đang được bảo hành lên đến là 18 tháng. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm để có thể sở hữu ngay một chiếc máy Takeo TK400 này rồi. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu muốn sở hữu hay là tư vấn về máy ép nước mía Takeo TK400, hãy liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại hoặc là website ở trên màn hình để Ngọc Lan có thể hỗ trợ cho quý vị và các bạn một cách chi tiết nhất nhé. Trong video sau, Ngọc Lan sẽ test máy cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều dòng máy nữa của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Nên hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ video nào từ Ngọc Lan nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.